Rồi sẵn mình làm một cái chuỗi video bong bóng bạc mới này luôn nha. Thì anh chị và các bạn nào muốn nhanh thì truy cập vào trang web của em, thì vào cái danh mục là bong bóng bạc ha, là sẽ biết được cái sản phẩm mới về. Còn ở đây thì em đang làm một chuỗi video, thì sẵn em làm cho nó xong luôn, cũng khoảng có 20 cái sản phẩm mới anh chị bạn, thì nó khoảng có mười mấy đến 20 cái video. Thì đây là con gà mới anh chị bạn ha, con gà mới. Thì em bơm cái mẫu cho anh chị các bạn được. Những anh chị và ba mẹ nào mà bán lâu năm ha, thì mình cứ vào website em là nhìn cái hình ảnh là thấy là biết rồi. Còn ở đây là em bơm lên để em hỗ trợ cho những anh chị và các bạn mà ở những cái thành xa, không có nhu cầu sản phẩm mà không đến được cái shop cửa hàng á, thì ở đây em bơm lên review video trực tiếp để mình nhìn thấy được hình ảnh trực tiếp ha. Thì hình ảnh trong video như thế nào thì em sẽ giao đến tay anh chị các bạn cái sản phẩm như vậy, nếu như anh chị các bạn đặt hàng ha. Kích thước thì cũng đã có rồi, giá cả thì anh chị xuống cái phần mô tả, ở dưới phần mô tả có cái link của cái sản phẩm này, thì anh chị bấm vào đó thì sẽ có giá cũng như là kích thước ha. Thì bây giờ em sẽ cuộn cụm dây thun này vô đây. Cây này là cây que đế để đỡ con bóng bạc. Thì những anh chị của bạn nào bắn bay thì mình không cần phải dùng cây que này, mình cột cái dây vô đây luôn. Còn nếu những anh chị và các bạn nào mà bán cầm cây thì mình phải mua cái que riêng nha. Que thì anh chị và các bạn vào cái website và có danh mục đó là phụ kiện và đồ bơm thì cũng sẽ có cái cây này ha. Cây này là mua riêng nha. Còn cái này là em đỡ để em chụp mẫu cho anh chị các bạn xem. Nhiều khi những anh chị và các bạn hỏi em có bán kèm cái bong bóng là kèm thêm cây này luôn hả, là không có nha. Bong bóng là bóng riêng, còn cây là cây riêng, còn cây này là em đỡ để chụp cái mẫu cho anh chị các bạn xem. Thì bây giờ em sẽ đo cái kích thước cho anh chị các bạn xem ha. Thì kích thước của sản phẩm này nè, đo cho anh chị các bạn xem ha. Ở đây video sao em đăng lên vậy nha. Đây con gà nè anh chị bạn xem, kích thước bề ngang tới cái đuôi ha. Màu sắc còn vòng. Nó khoảng có 4 tấc 3 anh chị bạn ha. 43 cm á. 43 cm. Rồi cái chiều này anh chị bạn xem nè, chiều này ha. Cái chiều này chiều xuống thì nó khoảng cỡ 47 48 gì đó. Thì ở đây em đo tương đương nha gì anh chị các bạn. Thấy như gì là tương đương rồi, chứ nó không có thể nào mà nó chính xác cụ thể được. Chính xác cụ thể là ở những xưởng người ta mới sản xuất chính xác được. Còn như đây em đo làm video cho anh chị các bạn xem thì nó chỉ là cụ thể tương đương thôi, tương đối thôi. Rồi xin cảm ơn anh chị các bạn đã xem video nha. Đây là bóng bạc mẫu con gà mới. Con gà mình thì như là có 3 mẫu á, mẫu không có đuôi, mẫu có đuôi, mẫu lớn và mẫu gà mới, và có 4 mẫu luôn anh chị các bạn ha. Anh chị vào website là sẽ biết được.